Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Kính thưa quý vị, vào hôm 17 tháng 9, đối diện với tất cả các nhà lập pháp của Hoa Kỳ, ngôi sao chính trị của Hồng Kông, kính thưa quý vị, đó là Zhou Hongguang, đã có mặt và điều trần trước tất cả các thành viên của Quốc hội. Với một lối trình bày rất mạch lạc, với một giọng điệu anh ngữ rất hùng hồn, hai nhân vật có thể nói là quan trọng của cuộc tranh đấu ở tại Hồng Kông, đó là Zhou Hongguang, một trong những ngôi sao lãnh đạo sinh viên. Ông sinh ra vào ngày 13 tháng 10 năm 1996, thì không còn mấy ngày nữa thì ông sẽ trở thành được 23 tuổi. Có thể tưởng tượng được một người 23 tuổi lãnh đạo một cuộc tranh đấu tại Hồng Kông gây đến nhiều sự chú ý trên thế giới như vậy lúc bây giờ. Và một trong đó thì bên cạnh của Zhou Hongguang là một trong những ngôi sao của nhạc có tên là Canton Pop. Danny Ho cũng đã có thể nói với những cái lời nói rất là lưu loát để trình bày tất cả những sự kiện đã làm thế giới quan tâm đến những gì đang xảy ra tại Hồng Kông. Các nhà lãnh đạo của phong trào ủng hộ dân chủ Hồng Kông hôm 17 tháng 9 đã trực tiếp tới Quốc hội Hoa Kỳ, kêu gọi tất cả các nhà lập pháp Mỹ gây áp lực lên Bắc Kinh và cảnh báo rằng sự xói mòn quy chế đặc biệt của Hồng Kông sẽ giúp giới lãnh đạo Trung Quốc táo bạo hơn nhiều trên khắp thế giới. Cho quý vị biết, vào năm 1997, sau khi sự rút lui của Trung Quốc, sau khi hiệp định gọi là cái hiệp ước để nhượng bộ Hồng Kông đã quá hạn tới 99 năm. Bởi thế, Hồng Kông đã được trở thành một trong những cái quốc gia với hai chế độ và họ sẽ được một quyền tự trị trong vòng 50 năm. Tất cả những quyền tự trị đó hình như đã không được Trung Quốc chấp thuận và tạo nên những cái sự gọi là tranh đấu của giới trẻ ở tại Hồng Kông. Hình ảnh mà quý vị thấy trên màn hình, kính thưa quý vị, đó là Zhou Hongguang đã điều trần trước ủy ban tất cả các thành viên Quốc hội của Lưỡng viện của Hoa Kỳ. Trong sự xuất hiện mà có thể nói đã gây cho Bắc Kinh rất nhiều phẫn nộ, những người trẻ tuổi đi đầu trong tất cả cuộc biểu tình rầm rộ ở Hồng Kông đã ra điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC, ủng hộ một dự luật của Mỹ nhằm mục tiêu bảo vệ các quyền dân sự của người dân Hồng Kông. Đây không phải là lời kêu gọi cho cái sự can thiệp của nước ngoài hay gọi là độc lập của Hồng Kông. Ngôi sao nhạc pop của Hồng Kông có tên là Danny Ho, người có nhạc bị cấm ở Trung Quốc, đã nỗ lực vận động và cô đã phát biểu như thế nào. Và ca sĩ Ho nói sự đàn áp của Trung Quốc tại Hồng Kông, nơi là một nỗ lực thông qua dự luật phẫn nộ, khơi ra cuộc biểu tình ở rộng khắp nơi và là một phép thử cho tất cả những ai tin vào thế giới tự do, cởi mở và dân sự. Nếu Hồng Kông sụp đổ, nó sẽ dễ dàng trở thành bàn đạp cho chế độ toàn trị của Trung Quốc, thúc đẩy các luật lệ ưu tiên của họ ở nước ngoài, sử dụng quyền lực kinh tế của họ để buộc các nước khác thuận theo các giá trị cộng sản của họ. Cô đã điều trần trước phiên điều trần và cô đang nói rằng chúng tôi muốn xem xét một đề xuất mà có thể để chấm dứt tư cách giao thương đặc biệt của Hồng Kông, trừ phi Bộ Ngoại giao Mỹ mỗi năm xác nhận rằng chính quyền thành phố tôn trọng con người và nền pháp trị. Bắc Kinh không nên được, có thể nói là Bắc Kinh đã bổ nhiệm toàn bộ gần 40 thành viên trong hội đồng lập pháp của Hồng Kông. Và họ thụ hưởng tất cả những lợi ích kinh tế đến từ vị thế của Hồng Kông trên thế giới, trong khi xóa bỏ bản sắc xã hội chính trị của chúng tôi. Nhà hoạt động Zhou Hongguang, 23 tuổi, người đã trở thành gương mặt đại diện của các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã phát biểu như vậy. Trong khi tôi đang phát biểu, Hồng Kông đang đứng ở một điểm hệ trọng, rủi ro thành bại chưa bao giờ cao hơn, anh nói. Ông cũng cảnh báo là Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình có thể có hành động nghiêm khắc hơn trước lễ kỷ niệm 70 năm sáng lập nhà nước Cộng sản Trung Quốc vào tháng sau. Điều xe tăng tới vẫn là một hành động vô lý, dù không phải là không có thể xảy ra, ông Wang đã nói như vậy. Ông cũng cảnh báo rằng một em bé ra đời ngày hôm nay sẽ là 28 tuổi vào năm 2047, ngày mà lời hứa của Trung Quốc với thực dân Anh cai trị Hồng Kông cho phép một quốc gia hai chế độ hết hạn. Thời hạn đó thực tế đang tiến gần hơn với chúng tôi tưởng, sẽ không quay lại đâu được nữa, ông Gong đã nói. Tôi hy vọng rằng các nhà sử học sẽ ghi nhớ Quốc hội Hoa Kỳ đã đứng về phía chúng tôi, về phía người dân Hồng Kông, phía nhân quyền, dân chủ, và ông đã nói như vậy. Trong khi buổi điều trần được phát trực tiếp trên kênh YouTube, trang bình luận của YouTube tràn ngập tất cả các lời bình luận kêu gọi Mỹ phải giải phóng Hồng Kông.
Với tình trạng bất ổn ở Hồng Kông không có dấu hiệu giảm cường độ, dù chính quyền thành phố đã đưa ra những nhượng bộ có giới hạn, người ta đã chuyển sự chú ý sang những gì mà phương Tây có thể hoặc nên làm để tất cả các tác động đến tình hình ở tại Hồng Kông. Những người biểu tình vẫn đang vận động chính phủ Mỹ thông qua đạo luật dân chủ và nhân quyền của Hồng Kông, có mục đích tìm cách áp đặt các chế tài như phong tỏa tài sản và cấm visa đối với những người đã bị xét thấy đang đàn áp các quyền tự do căn bản ở tại Hồng Kông ngày hôm nay. Bắc Kinh đã lên án ảnh hưởng của nước ngoài trong cuộc biểu tình ở Hồng Kông, dù không có bằng chứng cho thấy phong trào này được tài trợ hoặc hỗ trợ từ bên ngoài, và nói rằng họ coi tình hình ở Hồng Kông là vấn đề hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Trung Quốc. Chính phủ Hồng Kông cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan lập pháp nước ngoài không nên can thiệp vào những gì mà họ gọi là nội bộ của Hồng Kông. Trong khi tất cả các nhà hoạt động trẻ tuổi của Hồng Kông đang vận động sự ủng hộ Quốc hội Hoa Kỳ, thì tại Hồng Kông, trong một cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 9, đặc khu trưởng Carrie Lam đã cảnh báo về các chế tài sẽ chỉ làm phức tạp thêm các vấn đề của thành phố mà thôi. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa rằng là bà Carrie Lam cũng lo ngại về một vài biện pháp được Quốc hội Hoa Kỳ chế tài Hồng Kông, và điều này bà tạo nên một cái cơn khủng hoảng Hồng Kông cần trầm trọng hơn. Đó là lời của bà Carrie Lam. Hồng Kông đang trải qua một tình hình rất khó khăn và các chế tài hoặc trừng phạt sẽ không giúp Hồng Kông thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Đó là lời tuyên bố của bà Carrie Lam. Và đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông hiện đang ở Thượng viện Mỹ, có sự hỗ trợ rộng rãi của cả hai đảng, bao gồm từ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và đảng Dân chủ và Thượng nghị sĩ Marco Rubio theo đảng Cộng hòa. Và hai người đã kêu gọi lãnh đạo khối đa số của Thượng viện là Mitch McConnell thông qua dự luật này. Và một số thượng nghị sĩ sẽ đề thêm tên của họ và danh sách của các nghị sĩ đồng bảo trợ. Và Tổng thống Trump chưa bình luận cụ thể về dự luật, nhưng đã thúc giục Trung Quốc xử lý tình hình ở Hồng Kông một cách nhân đạo. Đó là chuyện của một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi có mặt tại Thượng viện của Hoa Kỳ qua một tất cả những cái sự kiện mà được thế giới theo dõi. Và đến bây giờ thì quý vị trở lại Hoa Kỳ với tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề Trung Quốc và Hoa Kỳ như thế nào. Chắc như Hiền theo dõi tất cả những sự kiện gần đây, chúng ta thấy rằng một số lớn tất cả những người phụ nữ ở Trung Quốc hiện nay đang có một cái đường dây điều hành. Và hôm qua thì một người phụ nữ Trung Quốc đã nhận tội họ. Chính bà ta đã điều hành một đường dây du lịch sinh con lấy quốc tịch Mỹ. Như Hiền theo dõi tất cả những sự kiện này thì thấy như thế nào? Dung Yuan Li, một phụ nữ Trung Quốc điều hành một đường dây, đã đưa du lịch để sinh con mang quốc tịch đi đến Mỹ tại miền Nam California vào hôm 17 tháng 9 và nhận tội có mưu đồ lừa đảo về việc nhập cảnh. Và cùng ngày đó, bà Li và thành phố Irvine cũng nhận tội gian lận thị thực liên bang Hoa Kỳ. Và các công tố viên cho biết bà Li quốc tịch Trung Quốc nằm trong số 19 người bị buộc tội điều hành trong một công ty giúp công dân Trung Quốc giàu có và thậm chí là các quan chức trong chính phủ sinh con ở Mỹ. Nhờ vậy, con cái họ trở thành quốc tịch Mỹ. Với việc nhận hai tội kể trên, bà Dung Quang Li là người đầu tiên nhận tội trong số các bị cáo. Bị cáo buộc là bị điều hợp đạo mộ đã tham gia vào một cái đường dây du lịch sinh con tại Mỹ. Các bị cáo còn lại đang chờ xét xử hoặc đang lẩn trốn theo thông tin của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Theo bản cáo trạng, thì bà Li đã sử dụng 20 căn hộ ở thành phố Irvine để khách hàng mang thai cư ngụ và những người này phải chi đến 80.000 đô la cho dịch vụ du lịch sinh con có quốc tịch Hoa Kỳ. Khách hàng được hướng dẫn cách nói dối khi làm đơn xin thị thực, che giấu việc mang thai của họ trong quá trình kiểm tra hải quan và vượt qua tất cả các cuộc phỏng vấn xin visa ở lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Bà Li sẽ phải đối mặt với án tù là, như Huyền thấy là có thể trở thành bao nhiêu năm không? Bà Li sẽ đối mặt với án tù 15 năm tại phiên kết án vào ngày 16 tháng 12. Thưa quý vị, và tờ South China Post cho biết hàng ngàn phụ nữ mang thai từ các quốc gia khác nhau vào Hoa Kỳ mỗi năm bằng thị thực hợp lệ để sinh con. Với những đứa trẻ này tự động có ngay quốc tịch của Hoa Kỳ. Việc sinh con như vậy là hợp pháp miễn là người mẹ không nói dối trong đơn xin thị thực và có thể trả tiền chăm sóc y tế tại Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đả kích tập quán này và đề xuất rằng cần rút lại quy định về quyền trở thành công dân khi sinh ra tại Mỹ. Kính thưa quý vị, đó là chuyện một vài phụ nữ ở tại thành phố Irvine mà quý vị có điều kiện đã thấy được một số lớn, gần có tới mười mấy người đều là cái bầu cái bụng giống nhau, có thể nói là đi một cách công khai ở thành phố Irvine. Và đến bây giờ sự kiện này đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố về cái tội là có một là... Đây là một trong những sự kiện mà người ta nói rằng là họ cố tình để đi đến để làm sao cho con của họ được nhập tịch Hoa Kỳ một cách gọi là hợp pháp. Yeah. Đấy, cái tội đó là điều hành đường dây du lịch sinh con lấy quốc tịch Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.